Chi đoàn Sở Du lịch cũng vừa phối hợp với Đoàn xã Hồi Ninh huyện Kim Sơn, công ty Bảo Sơn Foods tổ chức đi thăm tặng 5 suất quà cho 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng và bàn giao công trình thắp sáng đường quê. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, tình hình cuộc sống, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tiếp đó, đoàn đã khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng đường quê tại xóm 9 xã Hồi Ninh với chiều dài 1,2 km, tổng trị giá 30 triệu đồng. Đây là thôn công giáo toàn tòng của xã, qua đó giúp cho việc tham gia giao thông của bà con nhân dân vào buổi tối được thuận tiện, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.